Chào mừng anh em đã trở lại kênh YouTube của Hùng. Hôm nay Hùng sẽ chia sẻ về cái phương pháp tính cái đường xuyên của viền kèo. Đường xuyên của viền kèo cũng là đường xuyên của cái mái nhà đó các bạn. Nhưng tại sao chúng ta phải tính cái đường xuyên của kèo? Bởi vì cái đường xuyên này nó rất là quan trọng. Nếu anh em mà tính được á, thì sẽ tính được cái số lượng của hàng ngói, số lượng của viền kèo, cũng như là chiều dài của viền kèo để chúng ta bóc tách đầu tư. Thì cái đường xuyên kèo này chúng ta sẽ gặp hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là một cái viền kèo mà nó chỉ có cái chiều dài và độ dốc mái. Chúng ta sẽ tìm cái đường xuyên dài bao nhiêu. Trường hợp thứ hai á là chúng ta có cái viền kèo có chiều dài và có chiều cao nhưng không có độ dốc mái. Chúng ta sẽ tìm cái đường xuyên này. Thì đây là hai dạng cơ bản mà chúng ta sẽ rất hay thường gặp trong mỗi công trình. Rồi, bắt đầu tính toán nè. Bây giờ chúng ta tính toán các trường hợp thứ nhất là trường hợp có chiều dài và độ dốc mái. Thì ta có hai cách tính toán. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ tính toán theo sách vở. Cách thứ hai là chúng ta chỉ cần nhập số liệu ra kết quả. Thì hôm nay Hùng sẽ tính toán luôn cả hai phương pháp này để cho anh em so sánh. Đầu tiên là theo sách vở, chúng ta sẽ tìm cái chiều cao của viền kèo này. Chiều cao kèo sẽ bằng cái độ dốc mái 60 chia 100 nhân cho chiều dài của kèo. Ở đây chiều dài của kèo là 10 m, thì chúng ta sẽ ra được cái chiều cao của kèo là 6 m. Để áp dụng cái định lý Pythagore, bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, thì cạnh huyền ở đây chính là đường xuyên, còn hai cạnh góc vuông là chiều dài và chiều cao. Ta nhập số liệu vào 10 và 6, chúng ta sẽ có 136, và suy ra cái đường xuyên bằng căn bậc 2 của 136 là bằng 11.6 m. Và cách thứ hai là cách nhập số liệu. Ở đây ta quan tâm là chiều dài kèo là 10 m và độ dốc 60%. Ta vào trong web khuonthep.com.vn. Thì ở đây trang web này ta thấy nó có chiều dài, chiều rộng của viền kèo. Các bạn chú ý đây, đầu tiên là chiều dài, các bạn nhập vào cho mình 10, chiều rộng là 1, cái độ dốc 60%. Chúng ta sẽ tính toán được kết quả là 11.6. Vậy là đường xuyên của kèo là 11.6. Chúng ta thấy so sánh hai kết quả đều giống nhau. Đây là cách tính nhập số liệu. Và cái trường hợp thứ hai á là cái trường hợp có chiều dài chiều cao mà không có độ dốc mái, ta tìm cái đường xuyên.
Thì dĩ nhiên ta cũng có hai cách. Cái cách đầu tiên là ta sử dụng định lý Pythagore, bình phương độ dài cạnh hiền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, thì kết quả ta ra là 12.2m. Và cách thứ hai là ta nhập số liệu, nhưng mà ở đây chưa có độ dốc cho nên ta phải tính cái độ dốc của máy bằng chiều cao chia cho chiều dài nhân 100%, ta được độ dốc 70%. Cái độ dốc tính này mình có một clip hướng dẫn rồi nhé, anh em chỉ cập vào khungthep.com.vn. Thì chú ý hai số liệu, thứ nhất là chiều dài kèo và độ dốc máy là 70%. Ta nhập vào chiều dài kèo là 10, chiều rộng là 1, độ dốc máy là 70%. Ta có tính toán kết quả là 12.2m dài. Thì đường xuyên là 12.2m dài, ta thấy đúng như kết quả mà ta tính theo sách vở. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ một công trình thực tế để ta tìm đường xuyên nhé. Đây là một công trình hai mái có chiều dài là 10m, chiều rộng mỗi bên là 3m. Tổng chiều rộng là 6m. Độ dốc máy của công trình này cho là 65%. Ta tìm cái đường xuyên của cái máy này. Thì đã tìm nhanh á, ta xác nhận hai cái, một là độ dốc máy 65%, hai là chiều rộng của một bên máy là 3m. Ta cũng truy cập vào khungthep.com.vn. Ta nhập chiều dài máy 3, chiều rộng 1, hoặc là chiều rộng 1, chiều dài 3 được hết, góc độ 65, ta sẽ được 3.58m. Thì ta được cái đường xuyên là 3.58m. Khi mà có đường xuyên rồi á, là chúng ta sẽ tính ra khoảng cách ngói. Ở đây ví dụ ngói vượt viên á, khoảng cách cho phép là 300-340mm. Thì cái số lượng nè trên một mái là ta lấy 358 đường xuyên chia thử với 1 thì ta ra 325. Cái số này nằm trong cái cho phép của cái ngói, thì ta thấy mức độ khoảng là đạt yêu cầu. Một khoảng ở đây cũng là một khoảng ngói. Dạ, công trình cũng một khoảng mì, cũng là một cái mì, một cái mì của máy. Ngoài ra ta cũng tính toán được ngói rìa. Thì clip này chỉ chia sẻ cái phần tính đường xuyên thôi, nên không đi sâu vào tính toán mì và ngói. Chúc anh em áp dụng thành công. Cảm ơn đã xem clip của mình. Mr. Hùng.